Lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, mọi nhà tại California và các vùng phụ cận có đến đây chơi mùa trung thu. Hãy cùng với gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, yêu thương nhất. Và bây giờ không mất lần về thời gian của quý vị, hãy cùng với Như Quỳnh nghe lại với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát được mang tên Biển Tình. Xin cảm ơn quý vị. Bye.
mọi người. Rất mong được đứng đây và còn thời gian để hát cho quý vị thêm 5-10 bài nữa. Mà tiếc quá. Mấy giờ rồi quý vị? Còn sớm lắm hả? Rồi. Bây giờ thì thôi cho Như Quỳnh vào cái bài cho nó vui đi. Bắt nhạc. Như Vật Đắng và Người Tình Mùa Đông, Đô Thứ, Đô Trưởng nha. Quý vị còn nhớ bài Người Tình Mùa Đông không? Như Vật Nắng của anh Trúc Hồ nữa. Yes. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai con. Tại vì con nhảy thương quá. Con biết nhảy nha, cô hát nữa. Hát một đoạn ngắn thôi để giữ qua bài kết thúc cho nó nhanh, nó vui. Bây giờ quý vị muốn về bolero hay là cha cha cha? Cha cha, cha cha. Cha hả? Rồi. Ở đây sao ai cũng chịu khó exercise quá hả? Rồi, thôi thì ban nhạc ơi. Rời. Đúng không? Rời và đeo.
thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh đã chấm dứt chương trình lễ hội trung thu trong đêm nay. Nhưng mà trước khi chia tay á, Chào Lắm muốn hỏi Như Quỳnh gái này, thưa quý vị có thấy Như Quỳnh giống như là Hằng Nga đêm nay không ạ? Hằng Nga này hơi ăn bánh trung thu hơi nhiều, không được. Từ bây giờ chú Cuội đâu rồi, chú Cuội đâu Hằng Nga ơi? Chú Cuội đây, chú Cuội đây. Xin lỗi Hằng Nga, ăn hết 4 bánh trung thu là 16 cái. 4 hộp bánh trung thu. Thành thử ra là thưa quý vị là Hằng Nga nhưng mà càng ăn lại càng xinh đẹp, thế đó mới lạ đấy chứ. Đúng không ạ? Cảm ơn anh Trọng Thắng, cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Hy vọng trong những lần tới, sự có mặt của anh Trọng Thắng cũng như là anh Trọng Thắng tổ chức thì quý vị sẽ đến ủng hộ thật nhiều hơn nha. Love you, good night. Cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn Như Quỳnh và cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến trong chương trình lễ hội trung thu năm 2024 được Giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức trong đêm nay. Một lần nữa xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất và chúc quý vị một buổi tối thật an lành.